Hầu hết, ngoài việc làm sạch và dưỡng da, thì sử dụng kem chống nắng là bước không thể thiếu để sở hữu làn da đẹp, khỏe mạnh. Thế nhưng với những người sở hữu làn da mụn, nhạy cảm, việc chọn lựa kem chống nắng cho da mụn sao cho an toàn và hiệu quả là điều không hề dễ dàng. Nếu như sử dụng sản phẩm không phù hợp sẽ có thể khiến tình trạng da mụn thêm tồi tệ hơn rất nhiều. Thấu hiểu được những chăn trở đó, thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp đến từ Pháp La Roche Posay đã cho ra đời dòng kem chống nắng đặc biệt dành riêng cho da dầu mụn La Roche Posay Anti Imperfection. Với công nghệ chống nắng độc quyền kết hợp cùng các dưỡng chất có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, đem lại hiệu quả giảm mụn, kiểm soát dầu và bảo vệ da tối ưu trước tác động gây hại của ánh nắng mặt trời. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng Anhelios Anti Imperfection 50ml là dòng sản phẩm có khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ da toàn diện trước tác hại của tia UVA và UVB. Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ thẩm thấu tức thì, mang lại cảm giác khô thoáng, không để lại vệt trắng. Đặc biệt sản phẩm có khả năng kháng nước, chống mồ hôi, hạn chế tình trạng trôi lấp chống nắng khi bạn tiếp xúc với nước, hoặc đổ mồ hôi quá nhiều do vận động mạnh. Bên cạnh đó, với công thức với màng lọc quang phổ rộng, La Roche Posay Anti Imperfection SPF 50+ cộng mang đến khả năng bảo vệ tối ưu khỏi tia UVA, UVB, tia hồng ngoại và ô nhiễm. Đây cũng chính là những tác nhân khiến da dễ bị mụn trứng cá, thâm nám và lão hóa sớm. Ngoài ra, loại kem chống nắng này đặc biệt có chứa thành phần kháng khuẩn và kháng viêm, hỗ trợ bảo vệ và thanh lọc làn da, hạn chế tối đa tình trạng bít tắc, khó thẩm thấu gây nên tình trạng viêm mụn. Đặc biệt là kem chống nắng La Roche Posay Anti Imperfection. Là sản phẩm phù hợp cho da dầu, da dễ nổi mụn, da dễ tái phát mụn hoặc hay bị vết thâm sau mụn do ánh nắng mặt trời nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt, nên bị làm giải nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.